Hello, xin chào các bạn. Để đến với vlog kênh của mình Thành Lộc Vlog. Thì lần đầu tiên thì mình review cái chiếc Winner này, mình mua cũng được 5 tháng rồi. Review cho các bạn xem. Đây. Đầu tiên thì mình đi được 6.000 cây. Đây tổng tổng thể em nó đây cho các bạn xem. Sau tiên review thì nó không đúng cái gì thì các bạn bỏ qua và comment góp ý cho mình nhé. Đây xe Winner thì cái nó hơi cao, máy móc thì nó im mà nó hơi cao, chạy nó máy thì ngon dễ. Cái chỗ này nè, nó sao nó hay chạy, mình thì mình chạy cũng kỹ, nó dễ chạy. Đây bạn thấy không, đây mình để mình dơm này cho bạn xem. Đây cái cản này mình mua thì nó 80.000. Full titan pha ke thì nói vui thôi chứ mình gắn thì cho đẹp thôi, chứ mình không có đua bơi mà đậu điếc gì. Mình phải thích xe zin chạy nó đẹp. Cái này mình mua cái này bên này với bên kia luôn là 250, gắn vô đây. Đây các bạn thấy ba con ốc nữa thấy không, gắn vô cho nó đẹp vậy thôi chứ nó không tác dụng gì chứ. Tiếp theo là phần bô. Đây bô mình chạy kỹ nè, mình để mình gửi xe nè, dễ xước quá các bạn ơi. Đấy. Đây, cái này thấy mình rất là có ích nè các bạn, nó chắn được cái sình đó, nhiều khi mình chạy nó bắn vô đây nè, thấy không các bạn, thấy không, nó phuộc đó. Đó. Còn lúc mình không gắn là nó chống trơn rồi, nó lòi cái phuộc này ra đây nè, mình chạy sình nó bắn ngược rồi vô đây. Đây cái phần dễ chạy nhất luôn. Đây bạn thấy không, mình rửa xe mình rửa bằng giấy giấy mềm mà nó cũng vẫn ấy nè, lớp sơn nó mỏng quá. Về phần vỏ này thì theo cảm nhận của mình chạy thì nó không có bám đường nè, vỏ zin của nó nè 120/70, định là chạy mòn vỏ này mình sẽ thay cái vỏ Michelin, vỏ đó nó bám đường hơn vỏ zin này. Đây, tiếp theo là phần đuôi. Phần đuôi này lúc đầu mình mua về nó rung lắm, mình chạy nó rung rồi nó kêu, mình rất là bực bội. Mình vô hãng mình kêu anh kia mà tháo ra hết cái phần này, hai bên dòng mũ lên đây, ốp ốp hông nữa nè, mình chích keo trong đây nè, đây nè, cứ ngắt luôn. 169 cam áo nha mọi người. Xe mình thì hơi dơ mình chạy mình chưa có kịp rửa. Đây thì hơi chạy, mình đậu mình gác cửa mình chạy, cái chân chổi mình gác chưa tới mình xuống xe nó ngã xuống chạy thì không sao. Cái này sau này mình mua bộ tem mình dán vô, mình dán lại mình tháo bộ tem này ra. Số thì nó cũng mượt im ái, có cái thì nó hơi cao, với cái yên này nó hơi ngồi đi đường xa có khoảng 5-70 cây nó đau đứt. Đây nó cứng nè, mình định lạp cái yên lại mà chưa làm nè. Vậy con cười cái gậy cho đang là video review cho các mọi người xem.
Vôn thì nó vừa tay, nó cũng không cứng không mềm nha các bạn. Đây. Để mình vô mình nổ máy cho các bạn nghe nha. Đây. Đây tổng thể em nói đây. Dạ. Vô trong tàu luôn đó. À cái con ngầm này đúng không? Dạ. Cái gì cha? Ra cha nổ máy. Con đi ra không? Rồi xích ga đi, xích ga nha, xích ga cho bao nổ máy như sao. Mọi người nhìn đây mình đi được 8.711 cây. Bây giờ đây. Đây, 8.000 cây cho các bạn nghe máy nha. Có xích ga, có xích ga cho bao nổ. Chúng mình đã đi qua chiếc ẹt rồi. Chiếc ẹt 150 thì chạy nó rất là đầm, mà mẫu mã thì nó đẹp. Còn win thì cá nhân của mình thì thấy nó thể thao, chạy đường xa rất là thoải mái, ngồi nó không có chồm như ẹt. Đây tổng thể của em nó nè, các bạn nhìn đây. Đây 6.000 cây. Thôi mình cũng chẳng biết kiểu gì, lần đầu mình làm YouTube. Có gì các bạn góp ý thì comment bên dưới nha, mình sẽ làm cho các bạn coi. Hello, xin chào các bạn. Mong các bạn đón xem video tiếp theo của mình nha. Các bạn ủng hộ kênh của mình.